Trước diễn biến thời tiết bất thường, Ban giám hiệu trường tiểu học thị trấn Mèo Vạc đã thông báo đến ban đại diện phụ huynh, nhắc nhở phải mặc ấm cho học sinh trước khi đến trường. Trước giờ vào học, các lớp học đã có những bài tập khởi động giữ ấm cơ thể cho học sinh. Các phòng học đều được che chắn kín đáo, tránh gió lùa. Bộ phận y tế của chúng tôi thì cũng kết hợp với nhà trường để xây dựng cái khẩu phần ăn cho học sinh, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn thì ăn thức ăn ấm. Để đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh trong đợt rét đậm, rét hại lần này, nhất là ở địa phương có khí hậu khắc nghiệt như huyện Mèo Vạc, các đơn vị trường học trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường. Trong thời gian mà thời tiết rét đậm như vậy thì hạn chế cho học sinh hoạt động các cái hoạt động ngoài trời và đi giày dép trong lớp. Đối với điểm trường thì nhà trường cũng chỉ đạo cho các thầy cô giáo chuẩn bị than và củi để đốt lửa và sưởi ấm cho học sinh trong những ngày giá rét. Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại có thể kéo dài, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để bố trí lịch học phù hợp cũng như cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.